Xin chào mọi người. Cái video này sẽ nói về Bitcoin. Ngay bây giờ là 10 giờ 40 phút sáng ngày 30 tháng 5. Cách đây 15 phút mình đã gửi một cái video trong cái hộp thư cho bạn rồi. Những cái tiếng vừa qua, mười mấy tiếng vừa qua, nó đang xảy ra giống y hệt cái trường hợp mình đã chia sẻ cho bạn 10 giờ 30 tối hồi hôm qua. Nó đang đi giống như cái lập trình mình đã thỏa thuận và nói với nhau. Nhưng mà mình muốn nhắc cho bạn thêm một thông tin nữa là cẩn thận. Lúc nào cũng dùng giá để xác định cái trend và dựa theo những cái chống lưng và cái kháng cự của mình, thì đó là những cái mốc bạn có thể đóng dấu. Tới con số này đóng dấu, tới con số kia đóng dấu, tới con số nọ đóng dấu. Chơi cẩn thận. Thì mình muốn làm một cái video khá ngắn để nói cho bạn, ok, nó là vậy, phải dựa theo giá. Và cái trend nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong một cái trend đi lên dài hạn thì nó sẽ có những cái đợt đi xuống để gọi là đổ xăng, ăn uống, nghỉ ngơi để tiếp tục cái trend. Thì lúc đó là lúc mình mua vô, và lúc lên tới cái đỉnh kế tiếp của nó, ok, để chỗ nó nghỉ ngơi á, thì mình bắt đầu xả ra từ từ xuống, đúng không? Tới những cái gọi là chống lưng của mình thì mình mua vô từ từ, dựa theo chính xác với những cái con số mình đưa ra. Bởi vì sao? Nó có cả trăm cái đầu nghiên cứu về những con số đó. Mình lấy hết tất cả những thông data đó xuống, rồi mình ra một cái lập trình, cái con đường đi cho mình và bạn, ok. Và vừa rồi nghe cái con đường vừa rồi mình đi với nhau từ 17.300 đến giờ, cái xác suất chính xác cao thì bạn cũng đã biết rồi. Nhưng nhớ, nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ mà Elon Musk ra xả, nhà nước Mỹ ra xả, ok, Mount Gox, những người mà đã dính tiền vô trong đó ra xả, vân vân và vân vân, một cái chuyện mà nó bất ngờ. Nghe cũng đâu có ai biết là thứ bảy nhà nước Mỹ phải đi làm cuối tuần để ký cái hợp đồng nợ, để tăng cái nợ lên, và sau đó nó kéo tất cả mọi thứ đi lên, một chuyện khá là bất ngờ. Mà nhớ, nó đánh lừa bạn như vậy nè. Nhớ là trước đó thông tin là ngày 1 tháng 6 kho bạc Mỹ sẽ gọi là hết tiền. Kho bạc Mỹ hết tiền ngày 1 tháng 6. Sau đó báo chí được tung ra ngoài xã hội rất nhiều. Nó đổi từ ngày 1 qua ngày 5 tháng 6 để nó nói là ô, đừng có hoang mang gì hết, đừng có tính toán gì hết, còn vài ngày trời nữa, còn bao nhiêu ngày trời nữa, đúng không? Rồi sau đó thứ bảy nó xử lý công việc. Và nhưng mà bạn nhớ, cổ phiếu cổ phần và tất cả mọi thứ nó bay lên, cổ phiếu cổ phần thôi, nó bay lên thứ sáu, nó đã bay lên rồi. Thì nó đang dính trong cái trường hợp nợ nần như vậy, nhà nước Mỹ chưa giải quyết được, nhưng tại sao cổ phiếu cổ phần lại được bay lên thứ sáu trước khi cái sự tuyên bố về cái nóc nhà nợ của Mỹ? Và tại sao đã có rất là nhiều người chốt đơn thứ sáu? Thì đó có nghĩa rằng những cái gì mà bạn thấy ở ngoài xã hội, trong những tờ báo, tờ chí, ok, thì lúc đó nó đã trễ rồi. Cái cuộc chơi nó đã chấm dứt. Cái cuộc chơi đã chấm dứt. Người thắng đã thắng rồi. Thì lúc đó bạn mới thấy được trên những tờ báo, tạp chí, đài truyền hình, vân vân và vân vân. Bởi vì vậy, đi trước những tờ báo, đi trước những đài truyền hình thì bạn mới thắng to. Và ở đây là cái nền tảng mình cung cấp cho bạn những cái tín hiệu như thế để bạn chốt đơn. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Người Canada, kênh về đầu tư Bitcoin, Ethereum, ok. Và tương lai tới đây mình sẽ cộng thêm những cái đồng khác vào nữa, nhưng ngay bây giờ thì chưa cái đúng lúc để chơi những cái đồng khác, và mình sẽ cộng nó vô để trong cái gia đình thứ hai của mình,
trong cái nhóm của mình, mọi người sẽ có được thêm tài sản. Và những cái ngày và tháng tới đây, mục tiêu và mục tiêu, tự do tài chính, tự do tài chính, tự do tài chính, cho tới những cái người theo dõi cái kênh Tiền Academy ở trên YouTube. Tối hôm nay 8 giờ thì mình sẽ có một cái phát trực tuyến. Mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Mình sẽ có rất là nhiều tài liệu, bằng chứng, data Bitcoin sẽ đi đâu vài tuần tới đây, vài tháng tới đây, ok, một năm tới đây nó sẽ đi đâu. Nhưng những cái giá mình đưa ra vậy thì nó không phải là đi một cái vèo đi lên gì đâu. Nó có sự xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, ok. Và xuống thì mình mua vô, lên mình bán ra, xuống mình mua vô, lên mình bán ra. Thì cái đó là cái công thức tạo gió thành bão cho những cái người nào có một cái vốn đầu tư lúc ban đầu nhỏ. Hai trường hợp để đi. Nếu bạn có bao nhiêu tỷ Việt Nam, đúng không? Quá bận rộn, ok, thì mình đợi cái giá Bitcoin nó rẻ, mình nhảy vô mình mua, cứ rớt xuống vài ngàn đô mình mua bao nhiêu đó, 1-2 Bitcoin, 3-4 Bitcoin gì đó, ok, và cứ bỏ vô ví lạnh, ok. Và bỏ vô ví lạnh thì bỏ như thế nào, phân ra thì phân ra như thế nào, bỏ một ví hay là nhiều ví, ok. Thì đó là những thông tin mình cung cấp trong cái nền tảng Tiền Academy. Cho những cái trường hợp mà người ta, cho những bạn trẻ ngoài xã hội vốn ít thì phải phân ra. Cho là bạn có chỉ có 100 triệu để đầu tư thôi, thì 50 triệu bạn phải mua Bitcoin ngay bây giờ, bỏ vô ví lạnh. Và 50 triệu đó thì bạn phải dùng mua vô bán ra, mua vô bán ra, để lấy cái 50 triệu đó tạo gió thành bão. Sau khi lúc mà bất cứ lúc nào bạn thắng, ok, 50 triệu đó bạn thắng cho 1 triệu đi, thì bạn lấy 1 triệu đó bạn mua 50% của 1 triệu đó là 500.000 của Bitcoin, bỏ vô ví lạnh. Cứ bất cứ lúc nào mình dựa theo những cái tín hiệu và thông tin của mình thì bạn thắng, thì bạn phải mua 50% Bitcoin, bỏ vào ví lạnh. Bạn tạo cho cái ví lạnh của bạn càng ngày nó càng bự ra. Bạn tạo cho cái tài sản luân chuyển, ok, cái tài sản mà bạn dùng để giao dịch dựa theo tín hiệu của mình càng ngày càng mập lên. Thì đó là cái công thức để tạo gió thành bão. Còn ngay bây giờ bạn có 100 triệu và bạn chỉ mua bạn chưa mua Bitcoin, bạn bỏ vô ví lạnh thôi, bạn quên nó đi, thì một năm tới đây tài sản của bạn nhân lên cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà mua 50% tài sản bây giờ bỏ vô ví lạnh, còn 50% dựa theo những cái tín hiệu và dựa theo những cái data, dựa theo những gì mình cung cấp, thì mình tạo hai cái tài khoản luôn. Tài khoản chết, tài khoản nằm trong ví lạnh, và tài khoản giao dịch hàng ngày càng ngày được càng tăng lên. Thì đó là cái công thức làm sao có được tự do tài chính những cái tháng và năm tới đây. Và ngay bây giờ nếu bạn mà nói về Bitcoin và một năm tới đây là chuyện gì sẽ xảy ra mà bạn cũng chưa biết, thì bạn quá chậm trễ trong cái cuộc chơi này. Thì bạn phải nên học đi. Nếu bạn không muốn làm cu ly cho cái cuộc đời này, bạn không muốn đốt thời gian cho đồng tiền, bạn không muốn tới cái tuổi 50-60 tuổi rồi vẫn còn làm, bạn không muốn không có nhà, không có tài sản, vân vân và vân vân, là một người có thể ở ngoài xã hội người gọi là cùi bắp, một người không thành công, thì đây là thời điểm phải học. Thời điểm ngay bây giờ không phải là làm vất vả là giàu. Nếu mà vậy thì tất cả những người đi phụ hộ đều giàu hết rồi. Nhưng người làm giàu là những người đi trước thông tin, biết những thông tin trước khi nó xảy ra. Và sự làm giàu của bạn nó như vậy nè, rất là nhanh, rất là nhanh. Thì mình cầu mong những gì mình chia sẻ nó sẽ giúp ích cho bạn có được tự do tài chính những tháng và năm tới đây. Xin chào mọi người.